Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spider Room. Hôm nay sẽ là bài viết Tết vui của tác giả Tangaria. Chúng ta hãy cùng đến với nội dung của bài viết ngay bây giờ nhé. Những ngày cuối tháng chạp, cả thành phố trong trạng thái náo nức bồn chồn. Người người tất tả ngược xuôi trên những con đường dài và hẹp. Con đường đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh đều đã thay đổi, vì trong lòng đang có sự thay đổi lớn. Quay đi quẩn lại sắp tới Tết. Vâng, vẫn là câu nói muôn thuở của những người lớn mà Tết đối với họ là những gánh nặng cơm máu gạo tiền hữu hình và những áp lực xã hội vô hình. Có lẽ trái tim họ đã bị sự thô bạo của cuộc sống này dày vò. Làm người lớn, chẳng mấy ai khoái Tết. Chắc thế. Cơ mà với tư cách là một đứa trẻ con học làm người lớn và cũng là một người gần lớn nhưng muốn làm trẻ con, mình thấy Tết vui như Tết. Chẳng thiếu gì những chuyện dở khóc dở cười trong những ngày cuối năm này. Điền nguyện vọng khối ngành gì? Chọn nghề nghiệp ra sao? Bí kíp hướng nghiệp người trong môn nghề mang đến nội dung và giao diện hoàn toàn mới. Cập nhật nhu cầu việc làm và mức lương các ngành nghề năm 2022. Trắc nghiệm tính cách talent để đưa ra quyết định nghề nghiệp đúng đắn. Khám phá những điều mới mẻ và dính ngay tại tủ sách của nhà nhẹ nhá. 23 tháng chạp hay còn gọi là Tết ông công ông táo, khi nhang chớm tàn và đồ lễ chớm nguội, không thể thiếu bước hóa vàng. Câu chuyện hóa vàng thì báo đài, tivi, trong nhà ngoài ngõ, trên mạng dưới đường xì xào cả chục năm nay rồi. Nào thì tốn kém, nào thì nguy hiểm, nào thì biến tướng, nhưng cũng chả ai thiết tha gì. Cứ đốt, đốt mạnh, xã hội giàu lên, phú quý sinh lễ nghĩa, rồi thì quan niệm trần giao ầm vậy, nên là càng ngày càng thấy số lượng và sự đa dạng của vàng mã tăng vọt. Ngoài những vật dụng truyền thống như là áo mũ, tiền vàng, còn một số loại sáng tạo như là tiền đô. Vâng, tiền đô có vẻ thống trị ở tại ngân hàng địa phủ về sự mạnh mẽ và ổn định. Nhưng mà với tình trạng lạm phát hiện nay thì chưa chắc. Xe hơi, những dòng xe được ưa chuộng vẫn luôn là Mac, Lexus, Rolls-Royce, iPhone nhằm hiện đại hóa âm ty thành xứ sở 4.0. Đồ hiệu nhằm phong cách hóa âm ty thành kinh đô thời trang. Tưởng tượng cảnh các cụ khi đã về nơi chín suối, mặc áo mũ dày theo phong tục cổ, nhưng lại lái ô tô thay vì đi ngựa, một tay thì xài iPhone, một tay cầm sấp tiền đô. Đeo thêm vài cái túi sách hàng hiệu, quả là đỉnh cao của sự giao thoa văn hóa Đông Tây. Thực thực hư hư kim kim cổ cổ, khá vui. Vẫn là ngày 23 tháng chạp, người dân nô nức đi thả cá chép. Vừa là để tiễn táo quân về trời, vừa là để phòng sinh tạo phước đức. Theo phong tục thì cần 3 con cá, ưng với 2 ông táo, 1 táo bà. Cơ mà lạ, có nhà thả 2 con, có lẽ táo bà được ưu ái ngồi an vị ở sau xe chăng? Có nhà thì lại thả đúng 1 con, vua bếp nhà đó khẳng định là kẹp ba phải không? Cá chép thì thượng vàng hạ cám, có những nhà cúng cá to như bắp chân, nhìn y như là nạn nhân nằm yên ở trong nồi nước om dưa ở trong quán nhậu. Có nhà thì dùng cá vàng, hai vây xinh xinh cá vàng bơi trong bể nước. Có nhà chơi trội, tiện táo quân bằng hẳn cá coi cho đắt đỏ. Rồi thì đến màn thả cá, người thì nhẹ nhàng khoan thai, nghiêng nghiêng cái hộp nhựa trên mặt nước. Cá nhẹ nhàng chui ra rồi hòa vào làn giao thông ở trên thiên đình. Người thì chơi kiểu cực đoan hơn, cho ông táo đi một chuyến thủy phi cơ, tức là quăng cá cho bay một phát rồi rơi tõm xuống sông hồ mà bơi. Có người còn quăng nguyên cả cái túi ni lông nổi lềnh phềnh trên mặt sông, thật chẳng khác nào cảnh cuối ở trong Finding Nemo. Thả cá xong thì vẫn chưa hết chuyện, cá vừa bơi được một đoạn đã có mấy người tay cầm vợt, tay cầm kích điện chờ sẵn. Vâng, công an giao thông đây, xin chào các cụ vua bếp, mời cụ tấp vào lề xuống xe, xin phép tịch thu phương tiện. Nhiều con cá yếu bị trích điện cái là lăn ra ngửa bụng ngay lập tức, con nào sống sót thì họ lẹ làng vớt lên, phóng nhanh ra chợ, đưa những ứng viên hóa rồng quay về vòng tuần hoàn luẩn quẩn không lối thoát. Thế là chửi nhau inh ỏi ngay bờ sông bờ hồ, cũng vui. Nửa tháng trước Tết, các chợ hoa tự phát bắt đầu mọc lên như là nấm ở khắp hang cùng ngõ hẻm. Và thế là ngày hội nói thách lớn nhất năm bắt đầu, với đủ chiêu trò hét giá và mặc cả từ bên mua và bên bán. Nhìn cảnh mọi người mua cây hoa giống như là đang xem một vở kịch. Một vở kịch với kịch bản cố hữu như sau. Đầu tiên, người bán sẽ hét giá trên trời. Sau đó người mua bĩu môi chê dáng, chê lá, chê búp, chê hoa và mặc cả xuống chỉ còn 1/3. Rồi người bán sẽ phân bua rằng giá gốc của em thế này thế nọ, cây nhà em mua từ vườn nghệ nhân xịn thế lọ thế chai, hoa lá cành nó phải như thế này thì mới đúng chất thế kia thế ấy. Và vở kịch đi đến cao trào khi người mua buông những lời lạnh lùng phũ phàng. Thôi, không mua nữa, để đi mua chỗ khác. Người bán thì hất hàm thách thức rằng chỗ khác bán đắt hơn, em xin cam đoan với anh chị. Vậy là lần cuối đi bên nhau. Không hề. Người mua chậm chậm quay lưng rồi rời đi.
bước chậm hơn hẳn nhịp đi bộ bình thường của họ. Trong đầu thì tha thiết mong chờ một tiếng gọi từ phía người bán. Người bán thì cố đợi tầm 5-10 giây coi như là đã giữ chút phẩm giá cho bản thân mình, rồi chạy theo níu kéo cứu vãn cuộc tình với mức giá bằng một nửa ban đầu. Âu cũng là một cái giá phải chăng. Đi kèm với vài lời mật ngọt rằng coi như là em bán hàng mở hàng cho anh chị thế này là để lấy may đấy nhá. Hoan hỉ đôi bên, rốn ràng nói cười, trao nhau những ánh nhìn trìu mến và mấy đồng polymer. Ở một diễn biến khác, nhiều người ưa chuộng chiến thuật mua đào chiều 30, ắt đẩy các tiểu thương vào đường cùng với giá bán rẻ mạt. Nhiều người vào phản đối, kêu là thất đức, không đồng cảm với người lao động, không có tinh thần tương thân tương ái. Bên còn lại thì kêu là tiền của bố, quên của bố. Nhiều tiểu thương bị ép giá quá, còn run xéo lắm thì cũng quằn, chửi cả khách, bảo là đéo bán nữa, Tết nhất rồi còn hãm cảnh cạch. Thế là lại chửi nhau inh ỏi, cả trên mạng và ngoài phố, năm nào cũng như năm nào, vui phết. Thời điểm các cơ quan đoàn thể cho cán bộ nghỉ làm cũng là lúc đại hội dọn nhà bắt đầu. Đặc sản của nhiều hộ gia đình nước ta là bộ bàn ghế gỗ chạm trổ. Các chú các bác có vẻ rất chuộng thú chơi nội thất hoa văn uốn lượn oằn tà là văn. Để rồi trông ai cũng như một vị vua chễm chệ trên ngai vàng trong cái vương quốc phượng rồng thần thánh. Bộ bàn ghế để cả năm, chỉ tới Tết là có dịp lau chùi. Ngày xuân thì long phụng sum vầy, nhưng xin mời long phụng đi tắm cái đã nhá. Hồi thiếu niên thì con cháu trong nhà mặt dài thuần thuần cầm vài ba cái bàn chải bé tí mà cọ bằng sạch các bộ đồ gỗ to quá khổ. Than vãn thì chỉ có nước ăn chửi, hẳn là như thế rồi. Thế là nỗi khổ tâm bí bách ấy được đem chia sẻ trên mạng xã hội. Hàng vạn con người liền tìm được sự đồng cảm và trao nhau những lời thấm đẫm tình người và những tiếng chửi đời ngoa ngoắt, hơi bị vui. Khi mấy ngày Tết dần đi qua, khi cỗ bàn đã vơi và rượu chè đã cạn, bắt đầu thấy những tàn tích lúc trà dư tửu hậu. Ba ngày Tết không được đổ rác quả là cực hình với khứu giác của nhiều người. Khi mà bao nhiêu thịt gà giò chả dưa hành thừa mứa từ mấy hôm để lại bắt đầu bốc mùi. Rồi khi ngày mùng 3 qua đi và phong tục cho phép đổ rác, có thể thấy được cái sự ngôn ngộn của những sản phẩm thừa sau dịp sum vầy. Nào là mấy loại quả không ăn được, có lúc là cả quả ăn được nhưng mà chẳng ai buồn ăn ở trong mâm ngũ quả. Vài ngày trước vẫn còn nằm trang trọng ở trên bàn thờ, nay đã lăn lóc một xó sau khi hết công dụng. Nào là cành đào toe toét hoa lá cành, rồi thì cây quất đã cồng kềnh lại còn thối ủng. Đống rác khổng lồ thối được đùn ra hè phố, hoa cùng làn người trở lại thành thị, tạo thành cảnh quan chốn phồn hoa mà năm nào báo đài cũng ra giả. Chắc là vui. Mình đọc được ở đâu đó thấy bỏ rằng một trong những yếu tố quan trọng của sự buồn cười chính là tính chất và sự mới lạ. Mỗi tội mấy câu chuyện này chẳng hề thay đổi sau bao nhiêu năm, mà nó vẫn cho mình cái để cười toe toét mỗi khi Tết đến xuân về. Đúng là vui như Tết. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!